Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không? Chương trình mà thì mình gặp mọi người vào thứ sáu hàng tuần. Hôm nay là chúng ta đang tiến đến một trong những cái ngày lễ mà có thể tạm nói là chúng ta hơi khi tuổi thơ trôi qua đi chúng ta hơi quên đi một chút. Nhưng đây cũng là một cái dịp đặc biệt để mình gợi nhớ lại không khí. Và đặc biệt nữa thì mình có khách mời là anh Quốc Tuấn. Xin chào nghệ sĩ Quốc Tuấn đến với Have a Sip ạ. Chào Minh, chào quý vị khán giả. À, thì mình có dịp trò chuyện với anh cái lúc đấy, thực ra là lúc mà anh em ôn lại kỷ niệm thì có kể là hồi đấy đã phỏng vấn anh Quốc Tuấn rồi, nhưng mà với cái điều em chưa kể nhiều lúc đấy là lúc đấy hành trình làm mẹ của em mới bắt đầu. Linh nhà em lúc đấy mới được có khoảng chắc khoảng 1 tuổi đấy, để xong rồi gặp anh Tuấn. Nếu mà 11 năm trước là bom nhà anh khoảng 11 tuổi. Ngắt lời tí nhé, tức là từ ngày mình chả thay đổi gì mà càng ngày càng nhuận sắc hơn Em quyết định là em sẽ không khen lại anh bởi vì em xem các chương ui trình mà mọi người phỏng vấn anh thì mọi người anh là nam thần này rồi dồi ôi, phải xin lỗi mãi nhuận xấu hổ với Không, nhưng vợ mà nếu mà anh mà nói tuổi thật của anh ra mọi người cũng choáng mà, đúng không? thì cũng hay được khen là trẻ hơn, nhưng mà do mình suy nghĩ tích cực với cả mọi người động viên. Đấy, nên bây giờ em nghe mọi người khen trẻ ấy, thì một là em biết ngay một điều là tuổi thơ của em đã đi qua, đúng không? Nên là, tức là mình mà đang đang tuổi trẻ thật không ai khen mình trẻ Đúng cả. Giống như không ai khen các cụ già là trời đúng trông già rồi, thế. đúng rồi, đúng rồi, Nên là động viên thôi. đúng, có một dấu chút dấu ấn thời gian, nhưng mà thôi em cũng cảm ơn anh và em cũng đáp lời là em cũng nghĩ là đúng là một cái em thấy cũng là đặc thù nghề nghiệp, Đúng rồi. hay là nó phải có một cái bí kíp hơi sâu thẳm bên trong nó khiến cho mình trẻ. Anh nhìn thấy cái hành trình của anh đi qua khi anh nghĩ về thời gian đi ạ. Em biết là cái câu này ngay từ đầu chương trình này nó hơi hơi deep, nhưng mà cái cảm giác của anh về thời gian nó thế nào ạ? Chắc là ai cũng có cái giống 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 mình thôi, bởi lúc ý quỹ thời gian mình còn còn nhiều, nhưng đến một lúc giật mình nhìn lại cái quỹ thời gian mình nó không còn nhiều nữa thì lúc đấy mình mới nghĩ, cũng như lúc mình khỏe mà không bao giờ mình nghĩ chuyện ốm đau thuốc thuốc men cả, đến bắt đầu thấy mệt mệt thì mình mới dùng thuốc. Đấy là cái mà cái trả lời câu hỏi mình đấy. Thế cái thời điểm nào mà tự dưng anh lại cảm giác là quỹ thời gian của anh không còn nhiều? Chính là cái giai đoạn gần đây, tức là cả cái giai đoạn vừa rồi mình cứ bị trôi đi từ công việc rồi đến chăm sóc bố, đến sau đấy là khi ông ổn ổn thì lại việc học hành của ông ấy đấy, thì vừa rồi ông vừa tốt nghiệp mà trung cấp 7 đấy, Học viện Âm nhạc Quốc gia, và chuẩn bị thi đại học thì mình mới, tức là lúc bắt đầu mình mới thư thư thái được một chút thì mình mới nằm mình mới giật mình nghĩ vào tôi chết. Cái quỹ thời gian mình nó không còn nhiều nữa Em thấy cũng có một cái sự mâu thuẫn, đúng không? Tức là vào lúc mà mình hơi thư thái thì mới lại nghĩ thì đến, lại mới nghĩ đúng đến. đấy, mà mình hình dung là khi việc nó cứ cuốn cuốn mà đấy thì người ta không có thời gian để người ta nghĩ đến cái gì cả, bởi vì công việc nó cứ cuốn cuốn đi. Nhưng khi bắt đầu mới thư thái một tí, nằm một tí uống nhâm nhi cốc cà phê mới nghĩ ốp chết dở, mình quỹ thời gian không còn nhiều nữa, mà lúc ý mình có muốn làm cái gì mới mẻ nó cũng khó. Trong lúc anh nói mới thấy là đôi khi chúng ta không có thời gian để nghĩ về thời gian. Đúng. Khi mà mình có thời gian thì mình lại bắt đầu suy nghĩ nhiều về những khoảng mình đang có. Đúng. Hơi 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 giống một cái việc là khi mình có con ấy, cái dòng thời gian của mình nó cũng Đúng rồi. cũng khác hẳn. Khác hẳn luôn. Đúng rồi luôn. Em thấy khi có con, cái điều này em cũng hay hay em biết rất rõ và cũng hay chia sẻ, đấy là khi có con thì cuộc đời mình chia hoàn toàn thành là những nhóm người mình gặp cũng thế, những Đúng. người đã biết mình trước lúc mình có con và những người biết lúc sau, Đúng rồi. những người trong cái khoảng, nói chung là nó có một cái vạch ở giữa trong cái cuộc đời của mình đấy. Kể một chuyện vui nhé, ngày xưa mình ở nhà hát tuổi trẻ ấy, thì cái phòng phòng hóa trang diễn viên, phòng bầu dục có to này này, một cái bàn to đùng này, tất cả ngồi thì hội con gái thì bây giờ lấy chồng trước rồi có con trước, thì mình 40 mới lấy, mới lấy vợ mà. Thì cứ thấy bọn nó ngồi một lúc là bắt đầu lại kể chuyện con, thế bạn này kể, bạn này kể, bạn kể xong mình bảo lần sau tập cấm chúng mày đến đây mà nói chuyện, bởi vì mình không liên quan gì cả mà nghe, tức là cứ chuyện thôi, cứ cứ bạn này thì kể con mình, bạn kể con mình, xong rồi kinh nghiệm mình bảo thôi thôi sau không ngồi bọn này nữa, sang phòng khác.
thì đến đến lượt mình có con lại y thế. Nó lại lặp lại một cái quy trình y như Đúng, thế luôn. đúng. Vậy bọn em thì có một cái câu, phụ nữ lại có một cái câu nói với nhau là chúng ta đã trở thành cái người phụ nữ mà chúng ta không thích. Tức là hồi xưa mình ghét Vô nhất đứa nào tư. mà cứ điện Đấy đấy thoại đấy để đấy ảnh đấy con đấy này đấy rồi đấy cứ đấy mở ra này này kiểu đấy đấy, xong rồi mình sẽ trở thành đúng cái người phụ mình nữ còn cực đấy. đoan, mình cấm cấm như mày, khi tao ngồi đây và chúng mày nói thì tao ra khỏi phòng như Nên em sẽ em lấy cái từ này để em nói về anh với vai trò là trước bom hay là không, chưa có bom mày. đấy, với anh với vai trò của bom. Em sẽ bắt đầu đầu uống của anh. Người đàn ông đến đây với sự đổi món, tức là trước đây uống một thứ khác và sau đó đổi một thứ khác. Anh sẽ giải thích cho khán giả. Đầu tiên anh uống cái gì hơi ngọt nhỉ? Có Uống trà gì đấy, bởi vì trà này đá. tức là buổi sáng mình làm việc thì không ăn no, À mình đúng ăn có rồi. tí tí thôi, thì ở nhà quen là sáng thì pha bôm cốc nước cam, hai bố con mỗi người cốc nước cam, rồi sau bắt đầu mới nếu mà đi đâu thì mình cà phê ngoài, còn không thì ở nhà thì lại pha hai bố con hai cốc cà phê đen đấy. Thế nhưng hôm nay uống thì lại ngọt quá, mình không quen uống ngọt thế, thế là Tức nhưng là mà anh luôn phải kèm hai đồ, trước cà phê anh phải uống không, cái lúc gì? sáng thì uống để lấy dinh dưỡng. Tức là thực ra là mình từ lúc mà có thằng bom thì mới thế Đấy, đấy, tức em là say đoán. cho ông ấy thì mình tiện mình uống luôn một cốc nước cam À, và hai mẹ, đấy là lý do anh trẻ đúng cũng có thể một tí có nhiều vitamin không? này. Thế nhưng mà sau đấy thì để năng lượng làm việc rồi hưng phấn rồi tất cả thì phải là cà phê. Cà phê từ ngày xưa, tức là những cái cà phê cổ nhất ở Hà Nội đều mình ngồi ngồi đấy hết, quen hết luôn, khách chuột Nhưng này. nếu mà chọn một đồ uống cho anh thôi, giữa một cái chất dinh dưỡng, đây là đang là cái chương mà anh đang chưa có bom nhá. Em biết trong đầu anh bây giờ không thể thay đổi. Nhưng mà đấy, nếu mà chọn một đồ uống đại diện cho anh thì anh nghĩ là anh sẽ là kiểu đồ uống dinh dưỡng hay là kiểu cà phê? Không, cà phê, cà phê. Em cũng rất là thấy mừng quá bởi vì anh chọn cà phê. Không, cà phê, nó là cà phê. Em nghĩ là cái chuyện nhiều khi em cũng hỏi luôn, có bao giờ người ta quên anh là một diễn viên, một đạo diễn, hay là người ta nhớ nhiều nhất đến anh là bởi vì anh là bố của bố? Thực ra giai đoạn đầu thì người ta nghĩ về diễn viên, mà thực ra đạo diễn thì mình cũng hơi bị thiệt thòi là lúc ra bắt đầu điện ảnh nó thoái trào nhiều đấy, hai nữa là hãng phim thì lại cổ phần cũng hết các thứ, nên là cơ hội làm phim đạo diễn không nhiều lắm, có làm nhưng không nhiều lắm, thế nhưng mà chủ yếu nghĩ đến diễn viên thôi. Nhưng mà sau này thì lại có một cái mà mình cũng từ chối trả lời phỏng vấn rất nhiều, bởi vì khi nói đến là nói đến đến bom thì nói bom nhiều hơn, tất nhiên là cũng dấu ấn của những cái tác phẩm mình làm nhưng mà hướng bom nhiều hơn. Nhưng mà em nghĩ là anh có thể là vì cái vai trò kia nó mạnh và nó gần với anh, nhưng mà thực ra anh, sự nghiệp của anh, nếu mà anh được em nghĩ là trong một cái vũ trụ song song mà anh, em hỏi như nào nhỉ, cho nó cũng phải, tại vì em nghĩ sâu thẳm anh cũng hơi chọn, tại vì có những cái thời điểm anh đã có thể chọn anh nhưng anh đã chọn. Cái đấy là chắc chắn rồi. Thực ra mình may mắn là có rất nhiều cơ hội, nhiều lắm ấy. Thực ra đến giai đoạn này vẫn có rất nhiều cơ hội làm việc. Thế nhưng mà nó do Nào vai cái ông đúng không? đấy, kiểu như thế, lại lại nói vui để khán giả biết là bây giờ đạo diễn quý thì cho đóng bố, đóng khoảng 5 cảnh. Thế mà tự nhiên làm các bạn ấy ngứa mắt, đạo diễn và biên kịch ngứa mắt là cho lên vai ông ấy, đóng 2 cảnh. Xong lên bàn thờ ngồi. Rất nhanh. Cho nên là cái cơ hội thì cũng thật sự là cũng nhiều. Nhưng mà thứ nhất là cái đấy, cái quỹ thời gian ấy dành cho môn nó nhiều quá cho nên không không đi được. Tất nhiên những cái thực sự say mê, thực sự ấy thì vẫn làm. Nhưng nó chưa đủ để giật mình ra khỏi cái đấy. Thì cái vấn đề môn bây giờ cũng giải quyết được rồi. Ông tướng cũng lớn rồi, cũng độc lập một số thứ rồi về. Tất nhiên có mẹ bom nó cũng hỗ trợ nữa nhưng mà nó chưa đủ để mình đi, nên thì mình chọn những cái việc nó ngắn thôi, cái job nó ngắn ngắn thôi. Để... Em có nghe anh kể về trong cái như cái show mới nhất của VTV lên sóng mà có bạn Mạnh Khang dẫn chương trình à. với anh ấy. Đấy, bạn cứ khen anh kiểu nam thần cái thứ đấy Ừ, xấu đấy. hổ mình mà thôi đừng gọi phô, bởi vì này bây giờ mình cũng hơi hơi lạm dụng cái từ đấy một tí. Ông Hoàng nọ bà Hoàng kia lại loại nó không đúng, cái đấy nó phải dành cho những người thật sự xuất sắc,
cỡ kiểu Tom Cruise hoặc là Spielberg đúng không? Anh cũng hơi Tom Mình Cruise ở Việt Nam mà. tức là một cái trẻ thì ai chả xinh đẹp, nói chung chọn vào cái làm cái nghệ thuật rồi diễn viên thì cái việc đầu tiên mình cũng đã từng ngồi chấm thi mà, thì là phải thanh sắc, đấy là ưu tiên đầu tiên, cho nên hầu như các bạn làm diễn viên hoặc là ca sĩ đều xinh đẹp cả, chả phải riêng như mình. Đây ông Bôm này, ông Bôm này, thỉnh thoảng ông lấy phim ông Avatar, ông ấy lấy ảnh cô Lan Hương thì các thứ đấy, nó đưa lên cái cho bạn. Nhưng mà bây giờ con biết bây giờ cô nha, bây giờ cô lên chức bà rồi. Nhưng mà đây là hồi trẻ của 18 20 thì ai chả thế. Cho nên hôm nói Mạnh Khang mà nói anh Dũng, anh Ngưỡng. Nhưng em nghĩ có một cái vẻ đẹp, tất nhiên là tuổi trẻ có cái vẻ đẹp của nó, nhưng mà em thấy có cái vẻ đẹp thời mà anh vào nghề nó có một cái vẻ đẹp kiểu khác ấy. Nó có một cái sự gọi là tinh khôi mà lúc đấy tất nhiên em còn rất là nhỏ, nhưng mà đúng không anh, anh có bao giờ mà nhìn mọi người làm nghề bây giờ với cái thời của anh, em thấy Đúng có cái rồi, vấn đề là cái môi trường và cái hoàn cảnh làm việc. Ngày xưa bạn biết là có một cái xe máy là hoành tráng lắm rồi, mình còn nhớ thằng bạn mình là nhà khá giả nhá, oách nhé, mà nó còn nhìn cái Dream hay mình mới đi cái 81 đấy, mà cái xe cúp là anh ơi, đây là không phải Dream là ước mơ mà là ác mộng của anh em mình, chứ bởi vì không biết bao giờ có cái xe Dream. Vấn đề là như thế, cho nên là cái hoàn cảnh lúc đấy nó khác, mọi người làm nghề nó không quá nặng về, mà thậm chí nói thật nhá, được đi làm là sướng rồi. Mình nhớ là cái hồi hãng phim truyện Việt Nam nhá, một năm làm chỉ khoảng độ giỏi lắm là đến 8 đến 10 phim thôi, mà hãng ở đoàn kịch đoàn, gọi kịch đoàn có khoảng vài chục diễn viên thì ai đến lượt, cho nên được làm phim là sướng, không bao giờ nghĩ chuyện tiền đấy. Hai nữa mình phải nói một cách công bằng với nhau này, ngày xưa mỗi một cái kịch bản hoặc là một cái truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết, thậm chí tiểu thuyết có tác giả viết đến 10 năm đúng không, truyện ngắn nhiều khi cũng 3 năm, còn kịch bản thường 2 3 năm là bình thường, mà duyệt lên duyệt xuống, cho nên là cái kịch bản ngày đấy nó hay vô cùng, bị duyệt xong lại sửa duyệt sửa nhé đấy, cho nên là cái từng cái câu văn nó rất nhiều tầng cái ý nghĩa ở đấy, nhiều khi nói đấy nhưng mà đằng sau nó ẩn rất nhiều vấn đề, nó hay lắm chứ chưa nói về chính tả. Nhưng bây giờ thì bây giờ mình phải nói một cách hiện thực là vừa viết vừa quay thì làm sao mà nghĩ được cái câu văn nó chỉn chu thôi, chứ chừng đừng có nói là cái nhiều tầng ý nghĩa trong cái đấy nữa. Chưa kể nữa là cái trong mỗi một câu nói đấy nó mới có phù hợp với từng lứa tuổi và cái tầng lớp văn hóa hay không. Cũng một lứa tuổi đấy nhưng người ta đi làm kiểu như là nôm na kiểu như tiến sĩ các thứ tri thức họ sẽ nói khác, và người lao động người ta sẽ nói khác. Các bạn có hiểu được cái đấy không? Cho nên là nó tại sao mình mà nói là mình may mắn là này, những cái tác phẩm mình làm ấy bản thân nó hay rồi, chứ không phải là mình giỏi lắm đâu, mình cũng phải tự răn mình, chẳng qua là mình may mắn được vào cái kịch bản nó quá hay. Và kịch bản hay mình nói rất nhiều, kịch bản hay thì cứ làm đúng đã là 50% rồi, còn kịch bản dở có làm đến ba đầu sáu tay kể cả đến Spielberg sang đây hoặc cũng chẳng giải quyết được, không chỉ làm cho nó đỡ dở đi, không thể làm hay được. Đấy, vấn đề nó khác nhau, cho nên ngày nó tinh khôi, cô Minh nói là như thế, nó hồn nhiên lắm. Ngày xưa cũng lại thôi, hơi hơi rông dài tí, ngày xưa mình ra chiến trường thời đánh chiến tranh những cái thế hệ trước là thanh niên trích máu viết ra, bởi cái lý tưởng của họ và cái cuộc sống của họ là như thế, nhưng bây giờ nó khác, mỗi một giai đoạn nó khác nhau. Mình không 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 mình nói đấy để không phải phê phán, nhưng để mình so sánh nó và mình hiểu nó và mình đưa vào những tác phẩm, và đấy là những giai đoạn của sự phát triển đất nước và giai đoạn của lịch sử, và nhất là những người như mình làm nghề này, mình phải hiểu được cái giai đoạn nào đấy, người ta phải phơi phới như thế chứ, mặt đóng ngày xưa bộ đội mình cứ toan tính béo phệ bụng như này không có đâu, không có đâu, ngày xưa khác, nó khác hẳn đấy. Em nghe anh kể thì em nghĩ về, em lại quay về cái chữ thời gian nhé, tại vì hồi xưa rõ ràng là dành nhiều thời gian cùng một cái việc đấy, có thể là cùng một cái thời lượng đấy, nhưng mà cái thời gian để ngâm nó, để Đúng nghĩ rồi. nghĩ về nó dành nhiều ra, và nó sẽ bị loại bỏ đi những cái như là tiền hay là danh vọng. Thế thì em lại tò mò là cái thời đấy thì cái mà khiến cho người ta thôi thúc làm cái mà họ làm là cái gì ạ? Hoàn toàn là cái thuần túy là cái được được làm việc.
Nói cống hiến thì nó hơi đau to búa lớn, nhưng mới chỉ thèm muốn được làm việc và được bộc lộ hết bản thân mình ra thôi, bộc lộ hết khả năng của mình. Và lúc đấy nếu ai mà thời cơ rất ít, mà đúng thời cơ đấy, thời cơ như mình được vào kịch bản tốt và mình lúc mình bung sức toàn bộ ra, mình lao toàn bộ như một con thiêu thân luôn, thực ra không còn biết cái gì, về còn ám ảnh mà mình đêm ngủ tức là bị ám ảnh luôn, tức là không 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 ngủ được, nó đến mức như thế. Thế bây giờ khó, bây giờ về các bạn ấy xong là rủ nhau lên ba rồi, một hội nhóm bạn mô tô phân khối lớn rồi, đã ngồi kia rồi, vừa quay xong chính mình đạo diễn thôi, búp phát là thôi đi ba mất rồi. Hôm sau trợ lý nói mình mà anh ơi, hôm qua là em biết mà em vô tình đệ của em lên, bạn ấy chơi trên ba đến gần 4 giờ sáng, hôm sau đến đoàn phim mà như này, bà cháu như này thì không được, cháu mất cơ hội, cơ hội chỉ đến một lần thôi, người nào nắm được thì sẽ thành công, và người nào tuột thì sẽ mãi mãi tuột đấy. Nếu như thế, và bạn ấy tỉnh ngộ, bạn dừng lại được, và bạn cũng thế đấy, vấn đề thế, nó khác nhau. Em thấy đúng là cái vẻ đẹp của sự được làm việc, được làm việc, được thèm khát bộc lộ. Mình nói em bô bây giờ đấy, tức là con dân có thèm khát để bộc lộ hết cái đấy, thậm chí nó mang hơi hơi chút hiếu thắng một tí, tôi phải làm được, phải hơi hiếu thắng thì mới làm được. Chứ còn nếu mà cứ bình kiểu khiêm tốn mà thôi, cũng em vừa phải thôi, cháu vừa phải thôi, không nghệ thuật không có chuyện đấy. Mình phải vươn lên, mình không ngạo mạn đến mức mình là số 1, nhưng mình phải đi top đầu, nó phải nên như thế. Khi nhắc đến nghệ sĩ, người ta phải biết mình như thế, và biết mình không phải là mình đóng nhiều. Bởi mình nói rất nhiều là khi các bạn phải để ý, mình không cứ nói là phê phán trẻ là phê phán, không phải. Nhưng mình chia sẻ một điều này này, các bạn hãy biết tiết kiệm cái mặt của mình, cái gì nó giống hãy dừng lại, thì đạo diễn khác sẽ tìm bạn một cái dạng vai khác. Chứ không thì bạn cứ đóng mãi như thế, bạn sẽ trở thành diễn viên quen mặt, chứ không phải là một nghệ sĩ giỏi. Và nếu mà bạn diễn viên quen mặt thì bạn cũng thua các bạn MC, đúng không? Các bạn MC hàng ngày nào các bạn lên hình thì bạn thua rồi. Cho nên cái đấy mình phải biết. Cái đấy là cái rất rất khó đấy. Chứ mà cứ mời là làm. Đúng rồi. Em nghĩ là em cũng nghe một cái, nói chung là cũng một người lão làng trong ngành ca nhạc thì nói rằng cái mật độ một ngôi sao khác với một ca sĩ là được mật độ xuất hiện, tức là biết là cái chỗ nào nó rất là dừng đáng lại để xuất hiện. Đúng đấy, phải biết dừng đấy. Cái từ chối và dừng rất khó, và mình là thậm chí là phải tức là phải nhận cái nôm na gọi là cái tác dụng ngược và cái hậu quả nó. Ta rất nhiều người tự ái và không, người ta không mời mình nữa, ok, không vấn đề gì cả. Bởi mình nói nhiều, không phải mình từ chối đạo diễn mà mình từ chối cái kịch bản đấy. Mình đọc, mình là người diễn viên đầu tiên, khán giả đầu tiên, và mình thẩm định nó, và mình biết rằng cái này ra là hỏng là hỏng, sẽ không thể ấy được. Còn tất nhiên bây giờ thì là quen mặt, là diễn phát được 60-70 tập phim ấy, thì người ta quen mặt thôi, ra đường, nhưng mà người ta chỉ nhớ là đấy là tên diễn viên chứ không phải là tác phẩm. Ngày xưa ví dụ như nhạc sĩ Văn Cao thì tiếng con ca những cái bài, đúng không? Hoặc là họa sĩ Bùi Xuân Phái, người ta gọi phố phái, tức là cái tác phẩm nó nói, người ta nói trước rồi mới đến người nghệ sĩ đứng đằng sau. Còn khi cứ thấy nhắc tên nghệ sĩ, tức là chỉ có nghệ sĩ thôi, không có tác phẩm, người ta quen mặt thôi. Thì các bạn biên tập viên truyền hình, phát thanh viên truyền hình còn mạnh hơn. Em cũng hiểu là đến cái lúc mà mình có một cái sự nghiệp thì mình phải nói không có thể rất nhiều lần. Nhưng em tua ngược một chút, tại vì là ở cái vẻ đẹp của cái sự được làm việc thì em lại nhớ cái câu chuyện anh kể cho bạn Khang là lúc anh mới vào thì anh không có cái sự tự tin này, tại vì các bạn ở trong đẹp trong đúng trường đúng không, còn rực rỡ. Thì em không biết là anh đã dịch chuyển thế nào từ cái việc là anh còn không nghĩ là anh sẽ đúng đổ rồi. Vào đúng, đúng không rồi, ạ? Đúng rồi. Nhưng mà thực ra cái ước mơ mà làm diễn viên của anh nó đến như thế nào? Không ước mơ. Kể chuyện một chút là ngày xưa là mình học hồi mình chỉ có 10 năm thôi, không phải 12 năm rồi. Thì năm lớp 9 là bọn mình đã có lập một ban nhạc mà hoàn toàn là quạt chả này thôi. Tôi cầm guitar quạt chả mà không biết nốt nhạc. Mà ngày là ngoài lắm rồi. Ui, ngày mà cầm guitar rồi tôi các bạn nữ nhìn từ xa ngưỡng mộ. Thế xong bắt đầu, nhưng mà phải nói là rất là tiến bộ. Thế bọn mình bảo là bây giờ chơi đàn mà không mấy bắt đầu đi học. Thì nhà mình lại gần cái số 6 Điện Biên Phủ, thì lên Cao Báo Quát từ đây ra đầu ngõ thôi, thì là bác Đoàn Chuẩn ấy có một cái trung tâm âm nhạc ở đấy,
Thế là bác ấy mở đấy thì bảo tất phải đi học chứ không thể nào mà chơi mù nhạc được, nó buồn cười đấy, ngày bé mà có ý thức phết. Thế là cả ban nhạc rủ nhau đi học hết, thoát mù nhạc, học nhạc lý thì mình ở lại mình học guitar với bác ấy. Đấy, học xong đó là lên lớp 10 tốt nghiệp thì ban nhạc đã sáng tác một bài hát cho trường Trần Phú. Mà ban nhạc là ACE, tức là 10A, 10C, 10E, tức là 9A, 9C, 9E, gọi là ban nhạc ACE. Và ôi, ngày là vác đàn chống điện oánh tưng bừng luôn. Đấy, thế là bắt đầu đam mê âm nhạc từ đấy. Và cứ ấy sau sau vào trường sân khấu điện ảnh thì còn đi đánh, gọi là đánh ngày xưa đánh Bắc, Bắc Trung Y, tức là đi đánh 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 Bắc ấy, tức là đi đánh thuê ấy, cho trường thương mại này, trường báo chí này, đấy, trường sư phạm này, trường sư phạm ngoại ngữ này, hồi là phong trào các trường âm nhạc mạnh lắm, thì còn đánh đi đánh 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 hộ đấy, đánh gọi đánh thuê, tức là hoạt động âm nhạc. Và trong trong khu Mai Dịch thì rất là oách đấy, đấy được oách rồi thì hoạt động âm nhạc. Và sau khi học xong 6 năm diễn viên thì mình còn đi đánh vũ trường 2 năm, đi hát vũ trường 2 năm. Sau thì lại có một cái mà mình tức là rất chuyên nghiệp thật sự là này, khi mình ban nhạc lúc cuối của mình thì là có ba bạn là nhạc viện học giỏi vô cùng, mà bây giờ một bạn làm giảng viên ở nhạc viện chơi Giờ đã guitar. Mà hiểu mình tại sao thằng Bôm nó đi theo đường đấy, này. thế là bắt đầu mình mới thấy là các bạn ấy giỏi quá mà mình nghiệp dư không được, bởi mình là dân chuyên nghiệp rồi, mình biết là nghiệp dư sẽ chỉ dừng đến đấy thôi, không bao giờ đi lên được nữa. Thôi mình dừng lại, dừng lại, không không ấy con đường nhạc, mà vẫn đam mê từ ngày đấy. Thì ngày ở nhà thì mình cũng chơi âm thanh đấy, mua dàn máy dàn miếc và đĩa 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 nhiều lắm, đĩa nhạc thì cứ bật lên từ bé rồi boom. Đấy là nó cũng ông cũng đam mê, đam mê, đam mê. Cuối cùng là mọi người cứ đùa bây giờ nó đang phục thù cho ông bố này đó, mà nó đam mê thật, đam mê thật. Cái kỷ luật của ông không phải là bắt tập đàn đâu, mà không cho tập nữa, khóa đàn lại là ông buồn rũ người luôn, đi ra đi vào ngay đấy, cũng cũng vui, thật là hạnh phúc. Từ cái lúc đấy, cái lúc mà có vẻ như mọi thứ nó đang, nó cũng chưa rõ là cái gì. Lúc nào thì anh cảm giác như là anh, cái nghiệp diễn là nghiệp của anh. Anh có một cái sự tự tin, anh có một cái. Thực ra nó thăng trầm lắm, mình cuộc đời mình đúng là có những cái cũng cũng cực kỳ thăng trầm, không có gì bằng bằng cả, không có gì cứ suôn sẻ cả, nó thỉnh thoảng lại vấp phát mà chính vì cái đấy nó rèn cho mình một cái nghị lực rất ghê gớm để vượt qua. Giai đoạn mình học mình không được ưu ái đâu, bởi vì thứ nhất mình nghịch ngợm đấy, trốn học. Thế mà trong lớp thì có một anh là anh ấy nguyên là diễn viên rồi đấy, cho nên là khi anh ấy quá giỏi luôn, anh vượt trội so với lớp đấy, và có một số bạn để chăm, tức là chăm 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 kinh khủng luôn, tức là lúc nào thấy đăng ký sân khấu để tập đấy, mình thì cứ lất pha lất phất lăng nhăng chả đâu mới đâu. Cho nên đương nhiên thôi, thầy quý cái nhóm kia hơn, thứ nhất là họ có chuyên môn giỏi. Có một anh thôi, có một anh thì anh, bởi anh là gốc là diễn viên rồi, anh diễn bao nhiêu năm rồi, anh ở đoàn quân khu 2, xong anh vào học đại học để có bằng đại học. Thế thì anh giỏi là đương nhiên rồi, mà giỏi lắm, giỏi giỏi vượt trội luôn ấy. Tức là anh lúc nào cũng điểm 10 thôi, anh ấy thi là điểm 10, bọn mình chỉ có 7, 8 là may lắm rồi. Thì thầy ưu ái hơn và cứ vai chính là vào vào các bạn ấy, và mấy bạn mình bây giờ chính là bây giờ là hiệu trưởng trường sân khấu điện ảnh đấy, thân lắm. Nhưng mà bởi vì bạn ấy thì lại quá chăm, quá nghiêm túc và rất thông minh đấy, thế cho nên là đương nhiên là thầy ưu ái, thế thì mình không không bao giờ được đóng vai chính cả, rất là buồn. Thế có những lúc cái dịnh thế, có giai đoạn nghi ngờ bản thân mình, chứ mình có làm nghề được không. Thế xong bắt đầu là cứ cố gắng thôi, cố làm nghiến răng nghiến lợi làm, và thi cũng điểm không cao, lúc thi diễn viên ra điểm không cao đâu. Nữ thì có bạn Minh Hòa đấy, đấy thì bạn cũng rất là chiến, cũng bạn ấy cũng học năm thứ hai bạn đã ra các đoàn bạn thực tập rồi. Thế cho nên là trong lớp hồi là rất là khá, ra làm thì bắt đầu mình mới ý thức được, lúc đấy mới thực sự ý thức mình không thể tụt hậu được, nếu mình tụt hậu thì mình thua, mà nghề này thì cứ đóng hình dung đóng quần chúng thì chết. Thế bắt đầu nỗ lực, và đấy mình nói cơ hội, khi cơ hội đến phát mình lao lao như thiêu thân, và mình từ đó bắt đầu mình tự nhiên mình cảm nhận là mình có thể làm nghề được, thật sự là như thế, bởi vì mình có những cái nghĩ rất là sáng, thật sự là như thế.
khi trao đổi với đạo diễn rồi các thứ với bên kịch Ừ. thì tự nhiên họ mọi người đều rất là tán đồng. Tức là có lẽ là mình cũng 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 nghĩ về nó lâu rồi nhưng nó không kiểu tập hợp lại. Thế cho nên là khi vào cái là mình lao vào, mình làm và tự nhiên bắt đầu tự nhiên cứ thứ nó cứ nảy ra thôi. Chứ mình không có gì cả, nó cứ nảy ra và làm các thứ và nó thành công. Mà lúc ấy nó lại thành công liên tiếp nó như thế. Và khi bắt đầu lại quay về nhà hát tuổi trẻ thì mình lại chỉ đóng vai phụ. Bởi lúc cái thế hệ là Chí Trung, anh Tú, Lê Khanh, Lan Hương thì đang là thống soái ở đấy rồi. Mình rất khó chen chân mà. Cứ chạy chật cũng lại cầm cờ chạy ra hét phát lại chạy vào. Nhớ một 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 vở cố gắng hét đủ 5 câu đúng hét 4 rồi nhưng còn thiếu một câu nữa là xong mình xong vai đây. Cho hét để cho nó đừng nhớ cảnh. Sau đấy thì lại không được. Lại lộn đi ra ngoài làm. Thì lúc đấy phim truyền hình với cái thứ trước mình đóng phim phim điện ảnh. Lại làm phim truyền hình. Thì có tiếng rồi bắt đầu về mới lại trọng dụng. Đấy, tức là cả cái giai đoạn này nhá, tuổi trẻ thì lại rất là chìm. Chìm mất khoảng độ một nửa thời gian. Mình ở đấy 10 năm. Thì 5 năm đầu gần như là vô dụng. Đấy. Vở nào cũng yên tâm là mình hét vở này hay rồi, được hét được 6 câu thế là ôn. Thế thì cuối cùng lại đi ra ngoài thì mới về lại được trọng dụng. Thì lúc đấy có lúc mình cảm thấy là cực kỳ bi quan ở ấy. Bởi phim thì nó không phải nó đều đều. Lúc đấy là tối nào cũng sáng đèn luôn, chỉ nghỉ mình biết là chỉ nghỉ thứ hai thôi. Diễn từ thứ ba cho đến chủ nhật, nghỉ một buổi thứ hai. Sáng đèn như thế mà mình cứ ngày nào hét như thế. Mà hét thế mức mức cát xê nó bé tí. Thế mình đành mà buông. Xin nghỉ đi ra làm phim ngoài. Khi đi ngoài và làm rồi thì bắt đầu mới lại quay lại thì mới lại được trọng dụng. Thì lúc ấy quỹ thời gian ở ấy không còn nhiều, lớn tuổi rồi. Nên nó cứ thăng trầm mình, nó rất buồn cười. Mà lúc ý mà mình buông là buông. Vấn đề nhất là chỗ đấy, cái đúc kết rõ rệt nhất cho cuộc cuộc ấy của mình là những cái lúc ý mà mình buông là xong. Buông là mất hết. Nôm na cái đấy mình ấy vào trong buông được. Buông thì nó sẽ hỏng. Phải chiến đến cùng và lúc ấy bắt đầu cái tính tích cực lạc quan của mình bắt đầu nó phát triển lên. Sau khi mình nghĩ đấy, có lúc mình nghĩ nghĩ đấy có những lúc như thế, thậm chí nói chuyện vui thế đánh tennis thế. Mình hỏi xem tất cả người chơi thể thao kể cả dân chuyên nghiệp nhé, có giai đoạn sẽ nghĩ rằng mình không tồn tại trong nghề được. Đến mức như thế. Nhưng qua cái ngưỡng ấy lại sẽ thành công. Bao giờ nó cũng bị bao giờ cũng có giai đoạn đấy, bởi vì có giai đoạn mình tự nhiên bế tắc, mình không nghĩ ra được cái gì. Đấy. Đấy, trong lúc anh kể em cũng suy nghĩ về cái điều này. Bởi vì mình đang nói về các thời rất là khác nhau và khán giả của em là có thể có các bạn rất là trẻ. Nhưng mà những gì anh nói em thấy nó hoàn toàn có thể trở thành bí kíp cho người trẻ ở cái thời bây giờ. Không có cái gì chắc mẩm rằng là chúng ta có ngay, tự tin ngay. Nó không luôn có là đâu, cái hành trình mà nó sẽ có lên, nó sẽ có xuống. chắc chắn là như thế. Đấy, và cái việc mà em nghĩ là em thấy em thích cái việc anh nói là mình tưởng là nó có thể nó kết thúc rồi nhưng mà nếu mình cố qua cái ngưỡng rồi đó. Đấy. Gần đây em học được một cái là nó có một cái ngưỡng ở ngưỡng 40%, cái lúc mà ta cảm thấy kịch trần và đến ngưỡng ấy, thực ra là mình mới được 40%, mình vẫn còn 60% nữa để cố Đúng gắng rồi, đúng đó. rồi. Và gần nhất em cũng phỏng vấn một bác Phan Văn Trường, thì bác ấy có nói là bác đi học ở Pháp, thì bác bảo là bác ấy chạy ở trong trường và một cái thầy giáo người Ukraine có nói với bác ấy là cái lúc mà bác ấy chạy mà giống như bác ấy thấy không còn một sức nào để chạy ấy, lúc đấy là lúc bắt đầu Đúng rồi. cơ thể Ừ. mình nó sẽ bắt đầu nó được nhận một Đúng cái rồi. là tại vì thường là Nó như theo mở một cái công tắc đấy. đấy Đấy, tăng áp đấy. Ô tô gọi là tăng áp đấy. em thấy là do cái bản năng sinh tồn thì cơ thể mình nó sẽ hay báo cho mình trước để mình không phải cố hết sức Đúng để rồi. nó sẽ báo là đoạn này hết sức rồi nhá, kịch rồi đấy. Nhưng mà em nghĩ là cái quan trọng nhất là lúc này là lúc lý trí chiến thắng, lúc Chính này là xác. lúc lý trí nói rằng là như anh nói bật công tắc lên, bây giờ mới là lúc Đúng. ta bắt đầu. Nên mới nói là dù là các thời khác nhau, thậm chí ngành nghề khác nhau, nhưng mà những cái cơ bản nhất, con người nhất thì em nghĩ là rất là giống nhau. Đúng rồi, vẫn là con người mà. Và Nói, thầy Minh Ngọc ấy, ngày xưa là chủ nhiệm lớp anh, sau làm hiệu trưởng trường sân khấu ảnh trong này, thầy nói một câu này, khi các bạn tập tạ, tập xà, tập thể thao ấy, các bạn cảm thấy hết sức rồi, ví dụ 100 cái rồi, nhưng khi các bạn đến 101 thì lúc đấy mới mới là các bạn thành công. Đấy, thầy Minh Ngọc nói câu đấy nhé. Đấy, chính là cái đấy. Tức là đấy như là Minh nói đấy, tức là kiệt sức rồi, cảm giác mình không còn, nhưng mình cố một cái nữa thì cái đấy như là một cái công tắc của xe gọi là
tăng áp ấy, đến tốc độ 100 bắt đầu nó vọt phát lên, bắt đầu tự nhiên mình sung, và từ đấy hôm sau mình có thể lên 100, 120, 130 được. Đấy là cái mà mình thấy là không được buông. Hôm chuyện mình nói với Khang rất nhiều, tức là cái cơ bản nhất là không bao giờ buông, không buông bỏ. Khó khăn ai cũng khó khăn, mà phải nói rằng không phải mình khó khăn đâu, tất cả đều khó khăn, có cái người ta nói ra hay không thôi. Và cái người thành công là người mà vượt qua được cái đấy. Mình chỉ muốn chia sẻ thế thôi. Thế là tôi thành công thì không dám nói cái gì, nhưng mà vượt qua được cái đấy, đúng rồi, bạn sẽ đạt được. Tức là ít nhất là bạn không bị rơi xuống đáy. Đấy, em thấy chứ tôi bi kịch lắm chứ. Nói thế thôi mà cùng nghệ sĩ các bạn lên sân khấu đóng vai chính, lộng lẫy chứ, ra sân khấu được vỗ tay vang lên, mình chạy lòng chứ. Nhưng lúc mình rất tính, rất hiếu thắng, là mình sẽ làm được. Thậm chí hồi ngày xưa học trường sân khấu, mình biết mình gấu nào. Nói hẳn với thầy là em cũng học như các bạn, mặc dù bạn thân mình nhá, mình thi rồi anh Nghĩa đấy, nhưng em cũng có được quyền đóng vai chính như này. Bởi vì sao? Tức là các nhà biên kịch bao giờ viết cho nhân vật chính ấy rất đầy đặn về đời sống và cái sự diễn biến tâm lý, còn diễn viên phụ chỉ là tác nhân xúc tác cho diễn viên chính người ta bộc lộ diễn xuất thôi. Cho nên mình làm sao mà có đất để diễn được? Mình đã cứ cho là mình học kém đi, mà mình đã đất diễn nữa thì làm sao mà phát triển được? Mình lên nói với thầy, mà thầy lúc ấy là không phải là thầy Minh Ngọc nữa. Thầy bảo cậu không làm được đâu, đến mức như thế. Đến mức như thế đấy. Mà lúc ấy mình buông là buông, chán nản đến tận cùng luôn. Tức là đến mức mà mình nói ra thậm chí là rất dễ bị bạn bè nó cũng không ưa. Đúng không? Chứ không phải không đâu, mình lường được hết chứ. Cũng như mình nôm na việc mình từ chối kịch bản dở, đạo diễn sẽ khó chịu chứ. Người ta nhiều khi kịch bản người ta biết là dở, người ta muốn ok một hai diễn viên có kinh nghiệm thôi, mình không nói sao số, vượt kịch bản lên. Nhưng mình nói rất nhiều bạn, nếu em nhận cái này hoặc là cậu nhận cái này, không kể cả tôi hoặc là cậu mời ai vào đây cũng không vực nó lên được, nó chỉ đỡ dở đi thôi, không thể hay được. Chứ nếu cậu từ chối được thì cậu từ chối, còn nếu cậu đã làm thì cậu phải chấp nhận nó, còn tôi xin phép là tôi không thể làm được. Và người ta tự ái, lúc tôi khó khăn nhất thì tôi mời anh, đúng không? Thế thì người ta có kịch bản hay không mời mình nữa, thế việc đương nhiên thôi. Thì mình cái gì cũng thế, nó bao giờ cũng có cái hậu quả đằng sau nó. Và mình phải chấp nhận, mà mình từ chối mình phải lường đấy, cái đấy thôi. Chứ không có cái gì trọn vẹn cả. Cái điều mà anh thấy anh thay đổi nhất từ lúc trở thành cha của Bồ là gì ạ? Nó là bước ngoặt đấy, nó là bước ngoặt hoàn toàn. Kể mình này nhá, mình là nhà có 5 chị em, hai chị gái, hai em gái, mỗi mình con trai độc nhọn, sướng vô cùng. Mình ngày xưa học sinh giỏi toán văn thành phố, đi thi học sinh giỏi toán. Không, báo Tiền Phong đăng cho nó bé mà. Mà mình biết hồi mình học lớp 4 và giải toán lớp 7 nhá, học sinh giỏi, bà chị học lớp 7 mà mình giải toán đến như thế, cho nên được yêu chiều lắm. Tức là nó sướng kinh khủng luôn. Mình có phải làm gì đâu, cái gì có mẹ với hai chị với hai em rồi. Thế mà lúc có Boom thì bây giờ anh làm không thiếu một cái việc gì không làm cả. Ai nấu bếp hơi siêu nha. Đấy, vấn đề chỗ đấy. Tức là nó cũng có một chỗ này. Thực ra là khi mình tập trung và mình chú ý, mình cũng nhanh một tí thì mình làm được ngay. Cái gì anh làm được đúng không? Thì làm được ngay. Không, nhà mình cũng phải nói cho nó tố chất đàn ông nhé. Thậm chí là thợ làm đầu này, thợ may này, đúng không? Đầu bếp này, đàn ông giỏi hơn phụ nữ nha. Vâng. Đứng như chức năng của phụ nữ, nhưng đàn ông mà đã để ý nha, giỏi hơn, đừng có tiêu mà tôi chứ. Tôi đã để ý làm được ngay. Cho nên là nó hay ở cái chỗ đấy. Mà mình lại có một cái là làm diễn viên. Thực ra diễn viên là gì? Quan sát cuộc sống, bắt chước và tái tạo lại một cách có chọn lọc. Mình nói với sinh viên thế. Tức là không phải bạn bê nguyên si, mà bạn chọn lọc, phải bê lên sân khấu, bê vào vai diễn của mình những cái chọn lọc nhất của một cái tính cách nào đó, một cái tình huống nào đó. Tức là mình bắt chước thôi. Thực ra là bắt chước cũng đưa cuộc sống trở lại thôi, cái gì đâu. Cho nên cái phản xạ của diễn viên là bắt chước rất nhanh. Thì mình cũng thế thôi, cũng phải làm lại tất cả các thứ. Và khi bắt đầu có Boom cái thì phải làm hết. Khi anh bắt đầu có Boom thì anh, nếu mà gọi là mình có một cái kỹ năng mà anh đã học được trong nghề của anh, là lấy một cái tinh tế nào đấy học. Anh đã học cái việc, anh có một nơi, có một chỗ để học trở thành bố của Boom không? Cái đấy thì làm sao có. Mình khi mà đẻ nó ra mình như từ trên trời rơi xuống dưới underground luôn. Không tưởng tượng. Thậm chí ngay lúc đấy mình nghĩ mà không, tại sao số phận lại giáng vào đầu mình như thế này. Mà mình biết đâu, hôm ấy cái xong là vừa mình được đặt cách vào phòng mổ, mình đứng nhìn
mà sau đấy là khi bác sĩ mang bơm nữa mà xong mang nó đi thì mình đứng 30 phút ở trong đấy, mình được đặt cách mà thôi, được yêu quý, cái gì cũng được ưu tiên vào trong phòng mổ, và cứ đứng đứng như chờ chồng 30 phút, các bác sĩ cứ đi đi lại lại, rồi các ca mổ cứ vào người ta cứ đứng cứ để kệ, sau đấy có một người bác sĩ nào đó khoác vai mình đưa ra ngoài, án ủi gì đấy nó không biết, thế cả nhà đứng ở bên ngoài, và khi và sau đấy là mình về, bảo thôi về nghỉ đi, tất cả mọi người ở lại viện cả đêm luôn, về nhà từ nhà viện C đến Điện Biên Phủ cũng bằng từ đây đầu ngõ mà. Mình về xả nước lạnh lúc 28 tháng 11, gió mùa đông bắc, đứng xả nước lạnh, không bao giờ nghĩ là tại sao đây là hy vọng, là đây là giấc mơ chứ không phải là thật, thì làm sao mà học được cái đấy. Nó tự nhiên nó cứ giáng mình vào đâu và mình chấp nhận nó, và đành phải chấp nhận chứ làm thế nào được. Xong lại xong rồi tắm răng rửa xong vào, và từ lúc đấy là bắt đầu chiến, và mình được đặt cách là vào phòng phòng ông ấy chăm sóc đặc biệt, bằng cái lồng kính thò một hai cái tay như cái lỗ này để các bác ấy. Và từ lúc ấy mình muốn vào lúc nào vào, tức là các bác sĩ cấp mật mã, cứ mặc áo vô trùng thôi, muốn vào lúc nào, tức là ưu tiên tuyệt đối, và từ lúc đấy là mình ở trong này chấp nhận. Đây là sau quả tắm nước lạnh, đây là sự thật, đây là sự thật. Cái điều mà Tức là rơi 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 một phát, rơi đến 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 thì làm sao mình, tức là thậm chí mình còn không có thời gian để chuẩn bị cơ. Ví dụ mình có người có thời gian để chuẩn bị là sẽ như kia, là xét nghiệm ông đến tháng thứ 7 nhé, 11 lần siêu âm, ông vẫn ngậm tay này, mình vẫn giữ đấy để sau này ông ấy ít nhất ông cũng biết là cái này là bất khả kháng của bố mẹ. Thế mình biết là cái rơi của mình nó khủng khiếp đến đến như nào, thì đấy lấy đâu ra mà học. Nhưng có cái là mình có cái mình lì lợm, rất lì lợm, là ok, tức là không không phải mình nghĩ mình như thế, và mình sau cái quả đấy đứng tắm, cứ tắm đến may không cảm chết đấy, nó lại cứ đứng, tức là đấm đá mình để xem có phải mình mơ 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 ngủ không. Mà thôi sự thật rồi thì sau này vào, mọi người bảo sao không nghỉ ngơi, mà nghỉ sao, thôi mọi người đi về đi, bởi vì cũng không được vào, và mình vào phát là các bác sĩ kệ, xong bảo đây nhá, Tuấn bấm này này, mặc nhớ mặc quần áo vô trùng đi đi đâu cứ thế vào, muốn vào nào vào, cứ vào nói chuyện với ông, cho tay hai cái lồng kính không không có hai cái lỗ, thò tay bóp đánh chân xoa bóp chân. Thì có điều gì, nếu mà không phải là câu chuyện học, thì có điều gì mà anh vẫn ngạc nhiên về anh ạ? Tại vì thực ra em nghe câu chuyện của anh là em biết là anh có một cái sự vừa lì lợm vừa quyết đoán lại vừa lạc quan, nên anh sẽ nhìn cái hành trình này là một trong những cái thử thách rất là quan trọng cuộc đời anh đã vượt qua, anh đang vượt qua. Nhưng mà có cái điều gì anh vẫn ngạc nhiên về chính anh hay không trong cái hành trình đấy bố? Thực ra cái ngạc nhiên là không không hiểu mình lấy đâu ra năng lượng thế. Thật sự đấy. Đến đấy gần đây, nhưng mà cái đấy cái suy nghĩ cái đấy để lạc quan thì mấy cái mà nhưng mà quỹ thời gian mình hết mất rồi. Bởi vì là nó khủng khiếp lắm mình. Đến 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 có những lúc mà mình cảm thấy mình kiệt sức luôn. Ta bị tẩu luôn đấy. Bị tẩu luôn đấy. Anh có nhớ là lúc nào không? Nhiều lắm. Mà tính mình thì lại có không không bao giờ chia sẻ. Mình quan niệm này này, khi mà những lúc mình buồn nhất ấy, có những người buồn hay rủ mọi người bạn bè đi, nhưng mình cứ để ý những cái lúc cái câu chuyện rất ba lăng nhăng, bởi người ta không tập trung, chưa kể là khi cái câu chuyện đấy mình sẽ nói toàn điều tiêu cực và bắt bạn bè hoặc người thân mình phải lãnh chịu. Có người tinh ý thì người ta biết và người ta cố lắng nghe, có người người ta không thích lần sau gọi không ra, cho nên mình biết chứ, mình biết, cho nên là càng những lúc buồn càng những lúc mà tuyệt vọng thì mình càng một mình. Mà mình từ cái đấy thì tự nhiên thôi, tự nhiên mình lại thấy một cái là mình vượt qua được, tự nhiên nhé, chứ không phải là mình thấy mình nghĩ rằng là như thế đâu, mình chuẩn bị đâu, không không phải. Tức là cái lúc buồn nhất thì cứ ngồi mình ra cà phê, cứ ngồi thậm chí cốc cà phê nguội lạnh này mà rất rất nhiều. Thế xong đấy là mình về, hoặc là có lúc là phóng xe đi ở Hà Nội không không biết là đi đâu đâu, cứ đi thôi, cứ lang thang khi nào hết thì lại về.
chứ 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 mình không có thói quen là lúc đấy gọi bạn bè ra, mình gọi ra chỉ vui thôi, nhưng mà vui thì gọi bạn bè, mình truyền cái năng lượng tích cực cho bạn bè, chứ còn lúc mình buồn mình truyền cái năng lượng làm gì. Cũng như nói rất thật là mình ốm đau không bao giờ mình nói với ai, mà không kể cả người nhà lên thăm, bởi vì lúc ấy mình rất sập sệ, mình cũng hơi hơi tinh tướng, tức là hình thức mình lúc nào cũng phải đàng hoàng, mình không thích kiểu sập sệ, cho nên lúc ấy mình biết là mình rất thảm hại, nhưng không thấy ai nhìn mình lúc đấy cả. Không ai nói xong cái mới mở, tại sao lúc đấy ở trong nhà, tại sao mày không nói, tại sao mày phải các thứ, mà xong rồi có gì đâu, thế 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 em đang hoành tráng thì có gì đâu mà, đúng không? Đấy là cái mà mình đang nói về cái năng lượng truyền cho nhau. Thế là tự nhiên người ta thấy lúc ấy nó rất là vui vẻ, đúng không? Thì cái năng lượng đấy rất là quan trọng. Để nói cái là mình chia sẻ nhau là năng lượng tích cực. Mình không khuyến khích. Mỗi người có những người thì người ta cần cái sự chia sẻ, người này người khác, nhưng bản thân mình không thích. Lúc ấy cố gắng anh tự, nhưng cái đấy nó có cái rất hay nhá, cô độc rất vô cùng, nhưng mà từ cái đấy mình lại vượt qua được. Mình lại có cái nghị lực để mình vượt qua. Thế khi anh ở nhà mới buông à, anh vừa là phải ở một mình, tại vì anh sẽ chịu hết tất cả thứ ở một mình, nhưng mà anh em tin là anh cũng phải động viên buông. Đương nhiên rồi, Thì lúc ở nhà là không nói hai bố con nói chuyện toàn nó, ông toàn gọi anh ơi, mà anh Thuấn mà em biết. ông bây giờ bố láo, ông bê tay nó cứng, không 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 rửa bê cái thứ nó vỡ, đổ vỡ, nó thích làm lắm, thích không 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 ngại việc đâu. Thậm chí là mình đã thử rất nhiều, ông đang học và ông đang chơi bảo bố mua muốn nhờ việc này, đứng dậy ngay vui vẻ ngay, không bao giờ có chuyện cả cằn nhằn cái thứ. Thế cứ muốn giúp thì không được, mà thôi cái việc này con đừng làm, mà nó vỡ, con làm cho bố xong muốn đi mua mới. Thì ông ấy bây giờ ông ăn xong bố ông bê ra, vẫn phải về bê ra chậu, anh rửa em nhé, ngay và luôn nhé, tôi đá vỡ đít này rồi, rất láo. Tức là hai bố con lúc nào đùa, tức là lúc nào đùa, tức là trong nhà hai bố con nhưng mà nói chuyện liên tục, tức là giao lưu liên tục, mình muốn lúc nào cũng giao lưu, bởi vì nó đã ít ra ngoài rồi, ít bạn bè, tuổi ông có người yêu rồi mà vẫn chưa có, thì bây giờ cái rất quan trọng để ông xả, nhưng mà nói chuyện liên tục ngay ngay ngày xưa cũng thế đó. Ngày xưa cũng đấy, mình có một bạn ở bên Hàn Quốc, bạn cũng phải bảo đấy nhá, nói tiệm vợ phải học bác Tuấn này, nói chuyện buôn liên tục, nó nói rất lung tung, mà bác cũng nói lung tung, tức là hai con lúc nào cũng liên kết thành một cái phản xạ như thế, để cho nó không bị tự kỷ, nó không bị các thứ, mà không phải là mình ý thức thế đâu, mà mình cứ lúc nào cũng cứ thế để gợi gợi cho nó, chứ không mình thật sự mình làm mọi cái kể cả sự nghiệp mình ấy, mình không ít khi chuẩn bị trước, nó toàn ngẫu hứng thôi, cứ tình huống nhảy ra thì mình làm thế, thật sự lên đấy, chứ nếu mà lại còn chuẩn bị kỹ thì chắc còn khá hơn bây giờ đấy, kệ kiểu cái thế, cứ thế thôi, hai bố con cứ thoại liên tục ở nhà thoại. Đến bây giờ ông toàn anh ấy. Anh ơi bây giờ em làm gì anh nhỉ, ông học xong thì ông làm gì mình phải nghĩ cho ông. Kiểu nó cái thế, nó rất băng nhắng, mà một người đến cứ bảo buồn cười, mà đoàn phim thế khi mình đang ngồi nó gọi anh ơi cái laptop em lúc anh đi anh cái sạc cho em không nhỉ, mà tao đá chết thằng này rồi. Nó rất là vui, cái hai bố con luôn luôn đối thoại. Em thấy một trong những cái xa xỉ nhất của việc làm cha mẹ cái thời này, đấy là mình không chú tâm được và không làm mọi thứ cùng được với con cái. Tức là con em luôn phải nhắc em là mẹ có biết là khi mẹ cầm điện thoại, con kể một câu chuyện là mẹ ừ cái giọng khác. Đúng rồi, Và nghe em, cho xong. đấy, dạo này em sẽ hơi hoảng hốt là mỗi lần mà con em nó nói, mình hay tự nghĩ là ừ, chắc nó kể cho mình cái phim này, mình ừ. Nhưng quay lại không hiểu là con mình nó đã Đấy, nguy nói hiểm. chuyện gì, và em cảm giác lúc đấy là tuổi thơ của con em nó đã trôi qua mà em không hề biết. Bình thường. Nên em đang nghĩ rằng là nó là một cái phước lành. Tất nhiên là cái trường hợp của anh nó quá đặc biệt, anh là quá là cái case nó quá là đặc biệt rồi, nhưng mà em cảm giác nó cũng là một kiểu phước lành. Anh sẽ luôn có một cái sự chú tâm, đúng không? Lúc nào anh nhìn cái tuổi thơ của bố cho đến cái thời điểm này, bây giờ cậu ý đấy, như anh nói là cái tuổi vừa tốt nghiệp xong rồi các thứ, rồi nó nhanh hay là nó chậm so với anh? Nó nhanh hay chậm tùy theo Tùy theo. cái giai đoạn phẫu thuật của mình. Ví Trước dụ không thì phải phẫu thuật ý, thì thấy nó nhanh thế, thế mà mỗi một lần bắt đầu vào phẫu thuật thì nó lê thế, tức là bởi vì mình biết cả quá trình sẽ đau đớn, mổ xong rồi hậu phẫu chăm sóc rồi bắt đầu hồi phục, và tất cả những lúc cái công việc nó phải chậm lại hết, phải dừng lại hết, chỉ có mỗi việc ấy. Mình biết cái bàn mình, cái bàn ở phòng khách nó rộng 1 mét
to đấy. Bạn ấy chỉ có thuốc ấy. Thuốc cho bông băng này các thứ. Thì lúc nó lâu lâu khủng khiếp. Còn ông đấy, từ lúc ông vào nhạc viện quay đi quay lại 7 năm rồi, không tưởng tượng. Đến bạn bè với ông không thể tưởng tượng. Nhoằng cái ông 7 năm mà hồi đầu ông mổ cò với ông Phang những cái bản rất khó. Nó hạnh phúc dã man đấy, phải dùng từ đấy. Thì lúc thì nó nhanh. Nhưng mà thì nhanh thì bắt đầu mình giật mình mà ô thế chết. 7 năm tức là 7 năm đốt đi của mình thật sự. Đấy, nói thật lòng là chỉ khoảng độ hơn tháng này mới nằm nhẩn nha đấy. Vui mà. Vui thì lại nhẩn nha, bật nhạc. Nghe đến 3 4 giờ sáng mà thế chết rồi. Mình bây giờ năm nay là 62 này. Quỹ thời gian như không còn nữa. Nhìn Ronaldo ba mấy tuổi với đá đấy, trong giải Euro đấy, phải khóc như thế. Cái khóc đấy nhá, mọi người cứ bình luận cho cái không hiểu đâu. Cái khóc đấy là cái khóc cho cơ thể mình biết là đến mình đến ngưỡng rồi. Cái nó sâu thẳm, cái đau lắm đấy. Chứ không phải là mọi người cứ nói là cái tôi ích kỷ, anh cho là cái bình luận không 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 đúng, không tốt. Thực ra anh ý thức được mà là anh ý hết thời rồi. Và mình nên trân trọng cái điều đó. Đừng lên án những cái đấy. Anh rất khao khát được đá một quả bóng, một quả trong cái giải này. Với vỡ nó ngày mai đội bị loại thì sao? Phải ghi một cái dấu ấn đấy, không phải là cá nhân. Tất nhiên ai cũng cá nhân, ai cũng muốn nâng mình lên. Nhưng cái đau hơn là anh hiểu được cái giới hạn của mình rồi. Và mình nên trân trọng cái điều này. Anh thấy mình hơi nghiệt ngã, cuộc sống hiện đại hơi nghiệt ngã. Rất giỏi phê phán. Cho nên anh xin lỗi tôi mở rộng, thì anh có Facebook có cái gì đâu. TikTok không có gì luôn. Mình nhận được 1.000 lời khen nhưng sẽ có 1-2 lời thôi, mình cũng chạnh lòng. Mà mình có làm gì đâu. Mình làm gì đáng để người ta lên, người ta giọng lên giọng chửi với này khác. Cho nên anh không không ấy thôi. Mặc dù có những người rất nhiều là nếu mà mở ra sẽ thậm chí có thu nhập. Anh nói thật. Nhưng anh không không làm. Từ chối. Em muốn hỏi anh là thế, trong cuộc đời nỗi sợ của anh là gì ạ? Cái lớn nhất anh sợ là sợ thất bại. Và bây giờ đang anh lại vô tình anh vừa nói chuyện về cái đấy. Tức là ngày xưa đơn giản này, nhưng một cái việc như này hôm nay thôi, thì cách đây khoảng 10 năm thôi, chuyện bình thường, không ghê gớm gì cả, sẵn sàng nhận lời làm và tin là mọi. Nhưng bây giờ nhận mỗi một cái job như thế này rất lo nhé, lo nhiều hơn so với cái cách đây khoảng 10 năm rất nhiều. Tức là cứ sợ chương trình cái nó có tốt không, mình có làm hoàn thành cái công việc của mình không, đấy chương trình ra có được thành công không. Tức là bắt đầu mình ý thức được cái năng lượng mình nó không còn kiểu như thế đấy, từ sâu thẳm đấy. Và nó sợ rằng mỗi một cái việc mình làm nó không được đạt kết quả, và kết quả để mọi người đánh giá mình. Tức là cái người già người ta ý thức về cái uy tín ấy, nó khác đấy. Trẻ như khi phứa đi, không có này có cái khác. Nhưng bây giờ anh mỗi một công việc, một cái việc rất nhỏ tự nhiên để cho mình phải suy nghĩ, mình chuẩn bị rất nhiều, tập trung cho nó rất nhiều, nó khác đấy. Mỗi một lứa tuổi nó khác hẳn. Nhưng cái đấy là cái anh nghĩ là cái tốt, cái tích cực. Chứ nếu mà lứa tuổi này mà cứ phứa đi bất chấp rồi thì hỏng. Mà thôi nói rộng ra, anh nhìn thấy ở xã hội rất nhiều người lớn tuổi bắt đầu người ta nghĩ rằng lớn tuổi họ muốn làm gì thì làm, bởi vì chả ai quan tâm đến họ nữa. Và sống rất bừa, rất ẩu. Anh nhìn thấy. Và anh thấy cái đấy là cái nguy hiểm. Đáng nhẽ càng càng lớn tuổi càng phải tự trọng, càng phải giữ gìn. Bởi vì cái thời gian còn mà đến cái lứa tuổi này mà để cho người ta, người ta lên án, người ta phê phán, thậm chí người ta chửi bới thì không không được. Cho nên tại sao anh không làm Facebook, không TikTok, không YouTube các thứ là như thế? Bởi chỉ 1-2 là ý kiến chê bai anh đã cảm thấy không không ổn. Mình hơi cầu toàn. Nhưng là thôi như thế mình thanh thản. Anh sáng bây giờ chỉ mong là uống cốc cà phê, ăn một cái món gì ngon ngon ít thôi. Xong rồi uống cốc cà phê ngon và cảm thấy ngày hôm nay rất sảng khoái. Thế là cảm thấy mình càng những cái sóng gió, mình càng trải qua những cái thăng trầm thì mình càng trân trọng những cái phút thanh thản đấy. Anh nhớ một cái người bạn anh là một doanh nghiệp rất nổi tiếng. Đi với rủ anh đi, hai thằng ngồi uống, mang rượu, chai rượu cắp nách về rất khủng. Thế anh uống mà ngon thế. Châm tiểu, châm tiểu. Nào, tao nhìn mày uống, tao thấy thèm.
Bởi từ nãy tao xin lỗi mày, từ nãy tao đang uống cái này cũng như là uống uống bia, tức là đang đầu vẫn bị mọi công việc đấy, thì thế ai sướng hơn, cho nên anh lại càng trân trọng những lúc như này. Anh làm mọi thứ cùng bồ. Em nghĩ là nếu mà có một bậc cha mẹ nào đấy mà ở cùng lớn lên cùng với tuổi thơ của con mình thì chắc là anh thôi, tại vì em cũng sẽ có những cái lúc sao nhãng của em. Nhưng mà anh do trường hợp nó cũng rất là đặc biệt, anh luôn phải cùng. Anh có bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh 10 năm nữa có thể anh không đồng hành cùng bồ, em ấy sẽ đi một cái con đường riêng. Lúc đấy anh như thế nào? Còn câu em nói 10 năm thì thực ra là anh có đợt vừa rồi có nói là cái hạnh phúc nhất là bôm có một cái nghề để khi bố thăng bôm có nghề để sống không, cái đấy mình phải nhìn thẳng vào sự thật. Cuộc sống nó vô thường lắm. Biết thế nào được. Cho nên là bôm tự lập được. Cái đấy là cái hạnh phúc nhất, mà cái nghề đấy nó phù hợp với cái sức khỏe thể trạng cũng như là cái với cái suy nghĩ này khác, cái đam mê của nó. Chứ nó bây giờ không thể ngồi một kỹ sư máy tính được, nó không thể đi lao động chân tay được, không thể nào vận động viên thể thao được, ví dụ thế. Thì cái đấy nó thứ nhất là nó phù hợp nhất, và cái thứ hai cái nghề đấy nó phù hợp để nó sau kiêm sống. Bố rồi già bố sẽ chết đi, cái việc là bình thường, mình phải chuẩn bị cái đấy đấy. Cái đấy thì cái mà anh nghĩ là cái thành công nhất là anh chuẩn bị cho nó được cái đấy. Và bây giờ bắt đầu mới nhẩn nha, nghĩ là quỹ thời gian mà. Chứ còn nếu mà ông còn lấy cái thứ thì sẽ không nghĩ thế đâu. Nên đang cuốn vào, nhưng bây giờ bắt đầu có một cái ngưỡng đầu tiên. Đấy, 7 năm trung cấp, quá khủng khiếp. Đấy, trồi sụt này khác các thứ. Rồi bắt đầu 4 năm đại học tới. Đấy thì bắt đầu là phải trang bị cho ông coi một cái nghề. Thì ít nhất là thôi, trời cũng chỉ cho đến thế thôi. Lúc bố có thăng thì cũng thấy cũng nhẹ lòng. Thế còn tiếp tục thì phải con phải cố gắng thôi. Thì lúc ấy mình chuẩn bị tinh thần cho nó, chuẩn bị để con phải tự lập hết, để ông ấy làm xong cái răng rồi làm xong hết các thứ và kết thúc là mang sang Hàn Quốc để thẩm mỹ cho ông phát là thôi nhé, bố đã làm hết rồi thì coi như là bây giờ con phải tự lập, bố chỉ hỗ trợ thôi, bắt đầu bố phải lùi lại để hỗ trợ thôi. Thì cái đấy thì chuẩn bị, cái đấy thì chuẩn bị, và cái chuẩn bị duy nhất cuối cùng là cho ông đập choai để ông có tình yêu tình báo. Thế còn tất nhiên là thôi bố mẹ nói thế thôi, ông lại con cái này nhồi cho bố trông hoặc là các thứ rồi lại các thứ là chuyện bình thường. Nhà thôi lúc mình bảo bố dừ rồi, bố cha làm cái gì nội thất hỏng hết này, ngồi đi xỉ nắng ra bầu đánh cờ Đây cũng đẹp đấy chứ nhỉ, tốt đẹp đẹp mà, đẹp. tốt mà, mình cái sự tích cực thôi mà, có gì đâu. Wow, có cái việc mà đấy em như thì mình cũng chia sẻ từ đầu là em phỏng vấn anh 10 năm trước. Lúc đấy em ngồi, may có lần này em không khóc tí nào, chứ lần đấy là em cảm giác em khóc như mưa luôn đấy. Em còn đã hay phỏng vấn mà khóc rồi. Tại cái lúc 10 năm trước nó cũng vất vả kiểu khác lúc đấy. Thê thảm, phải Nên dùng từ là thê thảm, là thê thảm bê xê lết. Em biết là anh ngồi nó ngồi anh ấy, diễn viên nghệ sĩ mà thích hình thức, con mình đi cùng ở trong trường chạy ra các bạn thì cứ đùa bọn anh đàn ông ấy gọi lỗ căng đùi căng, người trong con mình tong teo chạy ra mà nó xót xa vô cùng, mình không được, không thể này được đấy, có những lúc như thế. Bây giờ thì ông lỗ Dạo căng này hay có con tập u khủng, tập với bố tập mẹ cứ phải 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 cũng phải đấy, gym. để con thấy không đấy, bố hay được khen trẻ vì bố tập thể thao đúng không, phải tập thì mọi người nhìn mới mình năng lượng, mình ai cũng thích chơi những người khỏe mạnh chứ, ốm yếu đến này thì ai người ta muốn chơi đấy. Đấy cũng phải qua những cái việc thực tế mình cũng phải nhồi cho ông đau đầu phết đấy, để phải nhồi cho ông để ông, thế là đầu tiên thì ông kệ xong khuyến khích dần dần thì bắt đầu nó thành một cái nếp. Cứ chiều là ông, chiều nay này tiếc là bây giờ ông phải buổi chiều cho bật cam lên phát là ông đang mình tập đấy, ngồi tập đấy. Em lại nhớ đến cái câu nói là khi một đứa trẻ ra đời thì cũng một bậc cha mẹ mới ra đời. Đúng rồi, nó ở một cái thế giới khác, bước sang một cái ngưỡng khác hẳn. Không, cuộc đời thực ra nó nhiều ngưỡng lắm, không không phải riêng cái đấy. Học khác, phổ thông khác, đại học khác, ra nghề bắt đầu đi xin việc, bắt đầu cạnh tranh công việc, lo toan công việc, tiến thân, lương bổng, đủ thứ. Xong bắt đầu yêu đương tình yêu tình báo, lại sang cưới lại một cái ngưỡng.
thôi nói toạc nha, anh em mình cái ngưỡng mình cứ lấy vợ lấy chồng là nó một cái ngưỡng khủng khiếp. Mọi người nói ra hay không thôi, không mình không tiêu cực, nhưng mình phải nói để các bạn trẻ thấy được cái điều đấy. Nó là một cái ngưỡng hoàn toàn khác. Không có, không có cái chuyện yêu đương rồi đẹp rồi mọi việc bỏ qua đâu. Lúc đấy bắt đầu va chạm thực tế. Nó không còn đẹp nữa. Cơm áo gạo tiền, chấp nhận hai tính cách khác nhau, rồi những cái xấu nhất bắt đầu bộc lộ. Lúc yêu lúc nào quần áo thơm tho mà, chỉ tiếng lặng chiều chuộng nhau, chỉ đem lại những cái điều tốt có ấy đâu. Lấy nhau bắt đầu mới bộc lộ cái đấy. Thì các bạn phải phải lường được cái điều đấy để chuẩn bị trước. Nhưng nó không đẹp như là yêu, không đẹp như những cái tưởng tượng đâu. Không có phim ảnh, nhất là phim ảnh. Phim ảnh có cái đấy hơi có tội. Vâng, em cũng nghĩ là đến cái một cái sự trải nghiệm mình đi qua, mình cũng sẽ thấy là mỗi người làm cái câu chuyện rất là riêng. Mỗi người phải tự viết cái câu chuyện của cuộc đời họ. Không có, có câu chuyện hay mà có câu chuyện cũng nhạt. Dạ. Có những người do tính cách rồi do môi trường, do gia đình nó cũng nhạt. Đúng. Mình biết. Nhưng những cái người nào mà càng cuộc sống càng va vấp, càng đầy đặn những cái trải nghiệm thì cái cuộc sống họ sẽ phong phú hơn, cái câu chuyện nó sẽ hay hơn. Ừ. Em cũng nhớ hoài là hồi xưa có một cái câu nói là, và em nghĩ là em đọc cái câu đấy rất trẻ, sau đấy nó cũng quyết định cái cuộc đời mình. Mọi người hay nói là cuộc đời là một cái tấm thảm. Như chính như anh vừa nói, và em nghĩ là anh có mọi cái quyền để nói cái điều đấy. Đấy là mình càng cái trải nghiệm thì nó giống như cái tấm thảm, nó sẽ rất là nhiều màu, nó nhiều hoa văn, nó nhiều họa tiết. Còn nếu mà bạn có thể có một cái tấm thảm trông nó bình thường, nó cũng không có cái màu sắc gì cả. Đấy, và nếu mình coi cái cuộc đời mình là dệt cái tấm thảm đấy, thì đến một lúc mình sẽ nhìn lại cái tấm thảm đấy, mình hiểu cuộc đời của mình nó như thế nào. Anh thấy cuộc đời anh như cái chiếu ấy. Càng nằm nó càng ẩm mốc, xong rồi nó sơ rồi. Chả thấy màu sắc, chả thấy thảm gì. Anh chị... liệu có trở thành người sẽ bi quan không đấy? Anh là bắt đầu rất quan. Lạc quan đấy. Không nhận, mình thực tế. Mình thực tế. Nói vui thế. Đấy, bôm rồi sẽ lớn lên, rồi đẹp trai. Bây giờ là lốp căng trước đã này. Lốp căng, lốp đẹp căng. Trai. Làm cậu bé tài năng. Em cũng không khen bôm quá nhiều, nhưng em theo dõi. Em nghĩ là cậu ấy. Anh chỉ nghĩ nó có năng khiếu và nghị lực thôi. Thực ra cái dùng từ tài năng trong nghệ thuật là rất rất phải thận trọng đấy. Anh không nói, không bao giờ nói bôm tài năng. Khi mọi người nói, anh nói là con đang năng khiếu, và con không cẩn thận là người ta đang nghĩ rằng là cái ngón tay con như thế, với thể lực con như thể trạng phẫu thuật nhiều như thế mà con được cái này là tốt rồi. Tức là con kiểu năm người ta đang nghĩ đến 10 bởi vì với điều kiện của con. Nhưng trong nghệ thuật không có. Khi con lên sân khấu con đánh dở, con đừng có nói, không thể nói hôm nay tôi mệt quá, hôm nay tôi ốm quá để người ta thông cảm. Đừng có nói thông cảm, không ai lên biểu diễn nghe. Hôm nay thông cảm, hôm nay tôi mệt, ngón tay tôi đi mỏi, không có. Người ta trả tiền, người ta vào những cái hay nhất, cái tuyệt vời nhất, người ta mới trả tiền. Còn không, người ta sẵn bắt con phải trả tiền bé. Không có chuyện thông cảm, nghệ thuật không có thông cảm. Em sợ anh kiểu này không sưởi nắng đánh cờ đâu anh ạ. Chắc anh không, anh đang lập nhóm rồi, lên bờ hồ ngồi cọc đánh kiểu gì ấy? Chém chết thằng này đi. Lỡ mồm một bác U80 bác đá cho phát bay hồ xong. Mới đánh cờ là thế mà ăn nó đi, chém nó đi, bảo bố mày đi nhá. Bố đánh cho bố mày. Chém chết thằng này đi, chém thằng này cho tao. Ngoài bố mày đang đánh cờ với bố đấy. Nó hay như thế, đáng yêu. Anh thế nào khoảng 5 năm nữa em ra bờ hồ gặp anh. Liệu anh có buồn đến một lúc bom tìm được một người bạn mới thân hơn với anh không? Buồn chứ. Không, anh nói thật đấy, vừa rồi nhá, anh kỷ luật ông hơi bướng tí, anh kỷ luật cho xuống ở mẹ mất một tuần mà anh cảm thấy trống rỗng em ạ, không dám nói nó đâu. Hàng ngày mình đang cuốn vào nó mà. Tự nhiên một mình rảnh quá, anh gọi điện bạn anh bảo làm gì, ra trưa nay ra làm với công viên. Ô, hôm nay mưa bão hay thời tiết thế nào, có vấn đề gì không, sức khỏe có vấn đề gì không? Bởi có bao giờ anh gọi đâu. Bọn nó gọi anh còn không đi được. Em hiểu. Thế bây giờ tự nhiên là gọi đi rủ đi, tức là thằng bôm đâu? Câu đầu tiên là thằng bôm đâu? Và nó lấy rồi, đang kỷ luật. Thế là thôi, tụ tập díu dít. Đấy, lúc đấy mình nghĩ là mình mất hết cái sự cuộc sống riêng. Anh không còn cuộc sống riêng. Và mấy ngày tự nhiên thấy trống rỗng em ạ. Nó nhàn quá. Bật nhạc nghe 3-4 giờ sáng.
là mỗi mình, xong là mọi người cứ cuốn vào nó mà nấu cho ông thì các thứ, đưa đi học rồi các thứ, tất cả mọi việc tự nhiên một ngày chả làm gì cả. Ăn một mình thì ra ăn ngoài, ra ăn quán kia, ăn thích ăn gì ăn, gọi mấy thằng tụ tập, nó cứ hỏi hôm nay sức khỏe nào, thời tiết làm sao, đầu có vấn đề gì không, không đau thôi. Nhưng mà đấy em đấy, cái gì mà không buồn, mình đang 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 chăm một người nhiều quá mà gắn bó quá, nó lãng đi một cái anh nói nó là vấn đề đấy. Nên em nghĩ là thôi, đang vui, đang sum vầy, đang ấm áp thì phải thưởng thức cực Không, thưởng mạnh, thức mà, nhưng mà thưởng thức phải mặc mà, thưởng cực thức. mạnh. Bây giờ đang đang bây giờ đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của anh đấy, anh nói thật. Bởi vì sao? Tức là ông ấy vừa như thế nhé, sức khỏe tương đối tốt, cái quán chữa bệnh là mình đã nhìn thấy cái lộ trình rất rõ ràng và có hướng, tất nhiên hơi chậm trễ vì Covid đợt vừa rồi. Thế mà ông học được cái đấy, xong rồi thi lên đại học đấy, mới nữa thi hy vọng ông đỗ, thế xong ông học đại học. Nên công việc mình thì cũng cứ bình bình như thôi, công việc anh thì cái job ngắn ngắn và cái thứ thì mình vẫn làm, đại loại mọi mọi việc nó tốt, thể lực mình cũng cũng ổn định, thế là được rồi. Thì Bây giờ mà anh phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, ngày mai anh đi, khi đi anh có mang theo bom không, anh mang nó thì anh thành giam nó rồi, không được, không ông không ích kỷ thế được. Mọi người buồn 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 rũ người đấy đấy, đợt vừa rồi có một tuần buồn rũ người luôn, không không được, mình không thể ích kỷ được, nó phải có cuộc sống của nó chứ làm sao mình mang đi được. Anh đi chắc là mang cái dàn âm thanh của mình lên thì xong phải mang cái máy phát điện để nghe, bởi vì mình nghe nghe nhạc rất rất đam mê nhạc, nhạc đĩa toàn nhạc ra thôi, nhiều đầy áp mà nghe rất là đam mê. Rồi, ok. Cũng may anh không phải lên hoang đảo ngày mai. Anh Anh chỉ về lại Hà Nội thôi. Đấy, mà và lên anh rủ em đi, bởi vì em cưỡng chế anh đi điều thì anh gì tự nhiên bắt anh đi, thì chỉ có mỗi em bắt anh em cũng tùy theo. Em hay hỏi cái câu này đi. chứ em cũng không bắt anh đi. Em nghĩ anh vẫn còn nhiều trách Còn chứ bẩn thì tự nhiên lại bắt bạn đi lên đảo ở mình. trên đấy cũng không có bia hơi nên là Buồn lắm, cuộc sống mình không hòa nhập buồn lắm. nhưng nếu mà khi mà bom đã mọi thứ đã ổn, anh sẽ phải sống một mình, anh nghĩ là anh nghĩ anh sẽ làm gì nữa? Thực ra con người ta thích nghi rất là nhanh. Anh từ cái em anh lại kể lại sống sướng như thế. Anh để cho cái đứa em út nó đi lấy chồng rồi anh mới lấy vợ. Mà anh không thích là kiểu như có chị dâu em chồng, đúng không? Kiểu như thế. Đâm ra là thôi, ấy mà cả vui quá mà, đang tự do. Thế là nó đi lấy chồng cái thì tự nhiên sướng quá, mỗi mình với bà bố. Thế là lại không lấy nữa. Em hiểu không? Đấy, tức là sướng đến mức như thế mà. Muốn đi đâu đi, anh nói chuyện vui nhá. Đấy, anh chính cái anh có một cái job làm ở trong Sài Gòn. Vừa vào cho về Hà Nội, cho quần áo máy giặt, bạn nó gọi đi. Đang đi vừa về chưa vợ? Vừa về cho quần áo máy giặt. Đi luôn. Ra có xe đón ở cửa đi vào Nha Trang luôn. Bốc hết quần áo bật. Không là đi nhờ. Đến mức như thế. Sướng như thế em ạ. Đấy, khi có bom nó lật lại. Ngày xưa anh có phải làm gì đâu, nấu nướng còn không bao giờ phải làm. Duy nhất nếu ấy xào rau giỏi, nấu luộc rau xong rồi lấy ra xào tỏi, nấu cơm hết, tráng trứng. Bây giờ làm hết. Em mà biết như là cuộc sống là thế, thực ra con người ta thích nghi rất nhanh. Mà mình lại là thằng diễn viên nữa cho nên là bắt chước rất nhanh. Thế còn bây giờ nếu mà tất nhiên như câu hỏi của em là bom ấy thì cũng lại sẽ một giai đoạn bị trong tranh chứ, tránh làm sao được. Bởi vì tự nhiên cái người mà mình có bao bọc, mình nuôi nấng, mình lo lắng cho bây giờ nó thoát khỏi vòng tay mình thì cũng buồn lắm chứ. Bố mẹ nào chả thế. Anh thì sẽ nặng hơn. Bởi nó gắn bó đến bây giờ hai bố con vẫn ngủ nhau mà. Đấy, ngủ mà ông ấy mình mỏi quay đi ông không thấy chứ, ông lại thói chân chạm mắt mà thì ông yên. Kiểu như thế. Thế cho nên là nó sẽ bị, nhưng mà cũng thích nghi thôi, bởi vì này, nếu mà nhìn cho nó trưởng thành, nó cuộc sống nó tốt thì mình sẽ vui. Còn nếu mà nó lại kiểu như cuộc sống lại trục trặc có gì đấy thì chắc chắn mình lại buồn, thì mình lại phải tìm cách mình lao vào Không, em hỏi thì thôi, em biết là anh thích nghi được mà, thích nghi cũng thôi. đã bao Không không nhiêu phải rồi. riêng anh, à, anh thích nghi thôi, Dạ. có cái khoảng thích nghi của anh sẽ lâu hơn bởi vì mình gắn nó quá rồi đấy, vừa là bố vừa là bạn vừa là anh, cho nên là nó gắn hơn thì mất thời gian hơn nhiều.
Và những cái ngày lễ thì anh có làm gì đặc biệt? Tại vì em đã nhìn cái em có đọc cái bài báo ở bên Dân Trí, họ họ chụp lại cái cả ngày của hai bố con ấy. Một cái ngày lễ với Tết thì hai bố con có làm gì khác đi Hầu như là đi chơi. không? Ví dụ như là trước Covid ấy, Covid thì ít hơn. Tức là cứ Tết là hai bố con đi ra nước ngoài. Anh có một nhóm bạn gọi nhóm Maroc. Đấy có Thanh Vân đạo diễn, Nghệ Giang, anh Vũ Huy bố của ấy đấy. Của siêu mẫu Hà Anh ấy, rồi anh Giao, bạn anh Việt đạo diễn quay phim. Tức là một nhóm tụ nhau Hoàng Phương Vĩ họa họa sĩ là đi đi nước ngoài. Cứ Tết là đi nước ngoài. Hay bảo theo à? Hay được Thì chung. là không đi cùng, tức là cứ tổ chức cả nhóm đi với nhau. Thế là hết nước này nước khác. Đấy, thì ngày Tết là đi, bởi vì ở nhà nó cũng chán rồi. Đó. Hè thì thường xuyên là đấy đi đi biển phải 4 5 lần. Để tranh thủ những lúc nghỉ để cho ông hòa nhập. Thế thì còn còn ngày lễ thì nếu bình thường thì cũng chẳng 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 có gì lắm. Nhưng mà đi rất là ngại bởi vì này này tức là bị Nhận ra. nhận ra và ông cứ sờ cái gì thì được tặng cái đấy. Khổ lắm nha. Cầm một cái gì cái mà thằng này nó rất thích những cái thứ ông lại rất nó, cái đồ bé bé này này về bày ở nhà anh có đồ cái riêng của ông góc đầy đầy hết cả. Tôi cứ sờ đến ngay là các bác các cô chú bán hàng lại tặng ngại lắm cho nên là không thể nào ấy được cho nên là cũng hạn chế đeo khẩu trang kín mít vẫn vẫn nhận ra Rồi, ngôi thế mới khổ nên cái đâm ra là cũng cũng lại và hạn chế đi là đi kiểu đó rất nhanh như kiểu thế. Em thấy làm gì cũng được. Ngày nào cũng được. Ngày lễ Tết thì tất nhiên là có cái cảm giác nó trịnh trọng hơn. Miễn là ở cùng nhau đúng không anh? Đúng rồi. Và đi ra ngoài tức là tiếp cận thiên nhiên tối đa mà anh thì hai bố con thì nhóm bạn thích đi biển leo trèo nó nóng là thực ra nói cây cối lúc cũng chán biển thì cứ ấy xong rồi nhảy xuống tắm tì tụm xong lên ăn ngon ơi ngon uống nước rất ngon với đồ hải sản ngon xong mai vẫn xuống biển được biển mãi không chán đúng không chứ leo núi một lúc cảnh đến thế thôi hang động thế thôi mà đi mỏi nóng nóng Rồi kế hoạch của những người về già. bây giờ đi bây giờ leo Rồi. trèo lấy ra đến cờ hơn chém Rồi. Chúc cho những cái ngày lễ Tết tiếp theo của hai bố con cố gắng cùng với nhau càng lâu càng tốt. cảm ơn em Cảm ơn và cũng cảm ơn anh vì đã có mặt ở Hà anh Sếp. Anh thấy thế nào ạ? Tinh thần anh cười suốt đúng cười suốt vui không? mà mẹ anh đang giai đoạn hạnh phúc nhất Dạ. chỉ có một cái hy vọng là chương trình được mọi người đón nhận bởi vì đấy anh nói đến lúc này bắt đầu rất rất Anh lo đúng rất lo rất lo làm một cái việc gì mình rất lo không? Anh có thể yên tâm. Em nghĩ là chương trình này em làm 4 năm thôi. Và khi làm thì em cũng luôn là, thứ nhất là em chọn nhân vật mà em muốn được trò chuyện cùng. cảm ơn em Thứ hai nữa là em nghĩ là mỗi câu chuyện của em vẫn coi mỗi cuộc đời một con người là một cái câu chuyện. đúng rồi Và khi mình nghe cái câu chuyện của người khác ấy, mình không học được cái này, mình sẽ học cái khác, mình sẽ soi chiếu nó vào mình. Và em tin là các bạn khán giả cũng nhận được cái giá trị này. Chưa bao giờ em làm một cái chương trình nào mà em ra và được cảm ơn. Em nghĩ là để mà ai đấy cảm ơn mình, em nghĩ anh ra đường cũng được như thế, tại vì nó là cái mình đưa một cái năng lượng gì đấy mọi đúng rồi người cảm thấy có muốn năng lượng tích cực dạ truyền đến đấy, mọi người nên là thôi mọi người ủng hộ anh Quốc Tuấn không, hơi anh hơi lo lo hơi lo đấy, nhưng anh nghĩ là mọi thứ trọn vẹn ổn định. Cảm ơn anh vì đã đến đây. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ Quốc Tuấn đã đến với Have a Sip. Cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip và xin chào, hẹn gặp lại mọi người.